Sống ở đời, đừng coi tiền là tất cả. Nằm chỗ dựa dưới đây mới là quan trọng nhất. Đừng đánh mất trước khi quá muộn. Quý vị thân mến, không thể phủ nhận được rằng tiền bạc rất quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, có 5 điều dưới đây còn quan trọng hơn cả tiền bạc mà nếu bạn đánh mất chúng thì tiền cũng trở nên vô giá trị. Thứ nhất là sức khỏe. Trong cuộc đời của một con người, ai ai cũng có những hoài bão, những ước mơ, khát vọng lớn lao và bằng mọi giá tìm cách để đạt được. Tuy nhiên, mọi người lại quên mất một điều, đó là giữ gìn sức khỏe, bởi vì sức khỏe là tài sản quý giá quan trọng nhất của con người. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là bất biến trong cuộc hành trình chinh phục thành công của bạn. Hãy cùng sách Nói Minh Triết lý giải vì sao sức khỏe là tài sản quý giá quan trọng nhất của con người, quý vị nhé! Thành công luôn đi kèm với sự đánh đổi về thời gian, đánh đổi về gia đình, và cái mà nguy hiểm nhất đó là đánh đổi về sức khỏe. Nếu ta lên đỉnh thành công mà sức khỏe không có, bệnh hoạn thì không thể gọi là thành công được, và thành công cũng vô nghĩa. Vậy mới thấy, sức khỏe là tài sản quý giá quan trọng nhất của con người. Chúng ta phải giữ gìn và rèn luyện để có sức khỏe tốt nhất trong hành trình đi đến thành công. Vì sao sức khỏe là tài sản quý giá quan trọng nhất của con người? Như đã nói, chúng ta vui vẻ tận hưởng niềm vui và hạnh phúc thì nếu như ta bệnh hoạn hoặc cơ thể không khỏe mạnh thì liệu có vui không? Có hạnh phúc không? Chắc chắn bạn đã có ngay câu trả lời rồi. Không nào. Chỉ khi nào chúng ta khỏe mạnh thì điều đó mới có được. Vì vậy, chúng ta phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Sức khỏe thể chất được thể hiện một cách tổng quát, sự sảng khoái và thoải mái về thể chất. Càng sảng khoái, thoải mái, càng chứng tỏ bạn là người khỏe mạnh. Thế mới thấy được sức khỏe là tài sản quý giá quan trọng nhất của con người. Không phải đương nhiên mà mỗi người chúng ta được sở hữu một thân thể khỏe mạnh. Đó phải là kết quả của quá trình gìn giữ và rèn luyện thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta có nhiều tiền và rất nhiều tài sản có giá trị khác mà chúng ta mắc bệnh nan y, bệnh ung thư, ăn uống không được thì theo bạn, có thấy hạnh phúc không và vui sướng gì không? Hay là thấp thoáng lo âu và mệt mỏi đối diện với bệnh tật? Trong tất cả các tài sản quý giá trong cuộc đời người, thì sức khỏe là tài sản quý giá quan trọng nhất của con người, và bạn phải hiểu rõ điều đó nhất. Nếu không thì bạn sẽ ân hận và mãi mãi không thành công được. Phải làm sao để có sức khỏe tốt? Sách báo và truyền thông nói nhiều về sức khỏe và cách để có được sức khỏe tốt nhất. Vậy thì theo bạn, phải làm sao để chúng ta có được một cơ thể khỏe mạnh? Đầu tiên là bạn phải biết cách làm sao cho bạn có được sức khỏe tốt nhất bằng việc sống khỏe, ăn ngủ đúng giờ, sinh hoạt đúng giờ. Bạn có biết, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra bên trong cơ thể, và từ đó mà chúng ta sẽ có bộ máy hệ tiêu hóa tốt, kèm vào đó là cơ thể hấp thụ được chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Chúng ta đã hiểu, sức khỏe là tài sản quý giá quan trọng nhất của con người. Vậy, chúng ta phải làm sao để có một cơ thể khỏe mạnh? 1. Tập thể dục, ngủ nghỉ đủ giấc và đúng giờ để có sức khỏe tốt. Cố gắng đưa những buổi tập thể dục 30 phút vào thời khóa biểu mỗi ngày của bạn. Có vô số lựa chọn, đi bộ mỗi buổi sáng, học yoga, chạy xe đạp vào mỗi buổi chiều. Phải chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng những hoạt động mà bạn yêu thích để đảm bảo rằng chúng sẽ trở thành thói quen của bạn. Thời gian ngủ cũng là lúc cho cơ thể nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần sau một ngày làm việc. Đây cũng là lúc cơ chế giải độc làm việc hiệu quả nhất. Ngủ không đúng giờ, dù có lâu hơn, nhưng cũng sẽ còn cảm giác mệt mỏi. 7 đến 8 giờ ngủ một ngày, từ 11 giờ tối và khoảng 1 tiếng buổi trưa là điều kiện cơ bản cho một thân thể khỏe mạnh. Trong tất cả các thói quen đó, ngủ đủ giấc, đúng giờ và tập thể dục đều đặn là những việc dễ dàng nhất trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu có thể đặt mục tiêu và theo dõi thường xuyên cho hai nhiệm vụ này, bạn sẽ nhanh chóng làm chủ được một sức khỏe và tinh thần minh mẫn, đồng thời cũng tạo thuận lợi để rèn luyện trong những mặt khác. Đây là điều quan trọng bậc nhất của việc giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh, và luôn luôn trong đầu phải ghi nhớ, sức khỏe là tài sản quý giá quan trọng nhất của con người. 2. Có chế độ ăn uống hợp lý, khám sức khỏe định kỳ. Đó là một bữa ăn nhiều rau, củ, hoa quả, hạn chế dùng các chất béo bão hòa, các chế phẩm từ dầu mỡ và cholesterol. Một chế độ ăn cân bằng có thể cung cấp cho cơ thể bạn những dưỡng chất thiết yếu để duy trì một sức khỏe tối ưu. Nên nhớ rằng,
Bác sĩ chính là cộng sự đắc lực trong việc chăm sóc sức khỏe cho bạn. Kiểm tra sức khỏe đều đặn, bạn có thể hiểu được những vấn đề nhỏ trước khi chúng trở thành những khó khăn lớn. Ngoài ra, việc đi khám nha sĩ cũng không kém phần quan trọng. 3. Hạn chế sử dụng chất kích thích và môi trường độc hại. Không nên sử dụng rượu bia quá mức. Nếu họp mặt với bạn bè thì bạn nên uống có chừng mực. Thuốc lá cũng nên hạn chế, hoặc nếu chưa dùng bao giờ thì bạn cũng không nên tập hút. Bảo vệ làn da của bạn khi đi ra ngoài, tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Ăn mặc phù hợp với thời tiết để tránh tình trạng quá nóng hay quá lạnh. Bản thân tôi đã từng chứng kiến nhiều người rất giàu có và thành đạt về kinh tế nhưng mà lại đối diện với nhiều căn bệnh chết người như ung thư máu, ung thư dạ dày, ung thư phổi, vân vân, và phải khổ sở để tìm cách chữa trị. Thật sự đứng trước tình cảnh đó, chẳng ai mong muốn. Chúng ta mải mê kiếm tiền, chạy theo khát vọng nhưng chúng ta lại quên mất một điều là sức khỏe là tài sản quý giá quan trọng nhất của con người, để rồi hối hận không còn kịp nữa. Đã quá muộn. Chính vì vậy mà bạn hãy luôn luôn phải mãi mãi ghi nhớ nó trong cuộc sống này. Không có gì quan trọng cho bằng sức khỏe của con người bạn. Một thân thể không bệnh tật, một tâm hồn không loạn, đó là trần hạnh phúc của con người. Có câu nói, người có sức khỏe có 100 ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là có sức khỏe. Quả đúng như vậy, bệnh tật không chừa một ai, bất kể bạn là người giàu hay người nghèo, người có địa vị cao hay thấp. Nếu bạn may mắn được sở hữu một sức khỏe tốt thì đồng nghĩa với việc bạn đang cận kề với thành công về mọi lĩnh vực. Thứ hai là gia đình. Vì muốn tốt cho gia đình, muốn tương lai con cái sẽ có cuộc sống tốt đẹp khi chúng lớn lên, nên bạn không ngừng theo đuổi các mục tiêu tiền bạc thay vì ở bên cạnh dạy dỗ và chăm sóc con cái. Bà lại chọn dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc. Tuy nhiên, chắc chắn điều này sẽ khiến bạn phải hối hận. Nhiều người cho rằng kiếm càng nhiều tiền thì gia đình mình sẽ càng trở nên hạnh phúc. Họ đâu biết rằng, thứ gia đình họ cần lại chính là họ. Việc dành quá nhiều thời gian cho công việc mà bỏ quên gia đình chỉ là do bạn không biết sắp xếp và thiếu kế hoạch. Bạn dành cả đêm để văn phòng trong khi gia đình đợi bạn ở nhà. Đó không phải vì bạn chăm chỉ mà chỉ là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp. Lời khuyên dành cho bạn, hãy biết quản lý thời gian và hiệu quả làm việc, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nếu bạn biết sắp xếp hợp lý, thì bạn vừa có thể làm việc kiếm tiền, vừa có thời gian bên cạnh những người thân yêu trong gia đình. Tiền bạc rồi có thể kiếm, công việc cũng có thể tốt hơn từng ngày. Chỉ có gia đình là điều đáng trân trọng nhất, mà nếu bạn để vụt mất hạnh phúc gia đình, mọi thứ khác đều là vô nghĩa. Tôi chợt nhận ra, bao lâu nay tôi kiếm đủ lý do để không ăn tối cùng gia đình nhỏ của mình. Vợ tôi đã quen với điều này, nên chẳng còn muốn hỏi lý do nữa. Tôi kết hôn năm 25 tuổi, còn nhớ ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi bày tỏ sự nghi ngại. Mẹ thấy nó là con gái nhà giàu, có mỏng manh, dễ vỡ, sợ lấy con rồi không quen chịu khổ, lại được bảo 72 một ngày thôi con, nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Sự khác biệt về hoàn cảnh kinh tế giữa hai gia đình là điều khiến tôi e ngại. Tôi tự ti khi gia cảnh nhà mình không quá khá giả. Tôi cũng chỉ là người đàn ông tay trắng lập nghiệp. Chính sự quyết liệt và mạnh mẽ của em là động lực giúp tôi quyết đoán tiến tới hôn nhân. Chúng tôi thành vợ chồng trong sự lo lắng, dèm pha và cả những đố kỵ. Tô, y không muốn nghe lời ra tiếng và rằng nhờ cậy nhà vợ nên bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và bằng chính nghị lực của bản thân. Vợ hiểu suy nghĩ của tôi, không muốn tôi tự ái, nên cũng từ chối sự hỗ trợ của nhà vợ. Sau khi kết hôn, vợ tôi từ một tiểu thư quen sống trong êm đềm, sung sướng, bỗng thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Vợ giản dị và chịu khó, sớm thích nghi với cuộc sống bình dị của gia đình tôi. Khi kinh tế đã ổn định hơn, chúng tôi có con, chẳng mấy chốc, sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió. Tôi đã trở thành một ông chủ, mọi người khen vợ tôi thật có mắt nhìn người. Chỉ có tôi là hiểu rõ rằng, nếu không có sự tin tưởng và ủng hộ từ vợ, tôi sẽ chẳng có được sự nghiệp rạng rỡ như hôm nay. Cuộc sống hôn nhân cứ trôi qua trong bình lặng cho đến một ngày, tôi gặp nàng, một cô gái 20 tuổi đang là sinh viên. Nàng rất xinh đẹp, năng động và quyến rũ. Ngoài thời gian trên giảng đường, nàng làm thêm cho một hãng xe hơi khá nổi tiếng. Trong một lần tôi tham dự sự kiện ra mắt dòng xe mới, nàng chủ động làm quen với tôi. Tôi mời nàng cùng ăn tối, nàng không từ chối.
Không gì tuyệt vời bằng một kẻ có tiền. Người ta nói, không xài có tiền, mua tiền cũng được. Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa xế chiều, tôi đặt phòng nghỉ tại khách sạn. Nàng nhìn tôi e lệ, cười không phản đối. Thực ra, tôi đoán biết trước phản ứng của đối phương rồi mới đưa ra quyết định có nên tiến tới hay dừng lại. Tôi thừa hiểu những cô gái trẻ xinh đẹp chỉ muốn thỏa nỗi khát khao hiếu thắng tức thời. Rất ít người muốn duy trì mối quan hệ lâu dài. Tình một đêm kể ra cũng có gì đó hấp dẫn và thú vị với tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm này. Tôi ngồi hút điếu thuốc, trầm tư, chờ cô nàng bé bỏng bước ra từ phòng tắm. Nàng quấn chiếc khăn tắm, hững hờ để lộ làn da trắng mịn không tì vết. Tôi nhổm người dậy, định kéo nàng ngồi xuống giường, thì bất ngờ nàng lùi lại rồi xoay người, nũng nịu hỏi, anh nói đi, vợ anh có đẹp bằng em không? Câu hỏi của cô nhân tình xinh đẹp khiến ngọn lửa đang hừng hực trong lòng tôi bỗng như bị một cơn gió tạt qua, thổi tắt lịm. Tôi chưa vội trả lời, mà ngắm nhìn cơ thể nàng. Gương mặt nàng điểm trang tỉ mỉ, rất sắc nét, dáng người đầy đặn, lưng thon thả với những đường cong gợi cảm, bầu ngực săn chắc hứng hờ trong tấm khăn mỏng như mời gọi, những ngón tay dài và thon, mềm đang đưa đưa, vuốt những lọn tóc chưa kịp khô. Tôi thành thật trả lời, và anh, cô ấy, tất nhiên, không đẹp bằng em. Nhưng chưa kịp nói hết câu, nàng đã xà vào lòng tôi. Tôi tránh nụ hôn của nàng, rồi bật dậy, cáo lỗi có việc cần phải đi. Nàng nhìn tôi, ánh mắt nhìn đầy tức giận và trách móc. Phố đã lên đèn, dòng người qua lại đông đúc. Đâu đó, những đôi trai gái chở nhau trên đường, tay trong tay, đầy yêu thương, tình tứ. Tôi nghĩ, biết đâu trong số những cặp đôi ấy có những người vợ, người chồng không chung thủy, giống như tôi. Khi đang yêu và lúc mới cưới, tôi thường nói với em rằng, khi nào anh thành đạt, anh kiếm được nhiều tiền, chắc chắn anh sẽ làm cho em trở thành một bà hoàng, khiến mọi người phải ghen tị. Vợ tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nói, em không cần trở thành một bà hoàng, em chỉ cần chúng mình thương nhau. Vậy mà giờ đây, khi tôi trở nên giàu có, tôi đã biến vợ thành một người phụ nữ cô đơn. Tôi chợt nhận ra, bao lâu nay tôi kiếm đủ lý do để không ăn tối ở nhà cùng vợ con. Vợ tôi đã quen với điều này, nên chẳng còn muốn hỏi lý do nữa. Câu hỏi của cô nhân tình, vợ anh có đẹp bằng em không? Chẳng khác gì cái kim chọc vào, khiến trái tim tôi đau nhói. Cô gái trẻ ấy có tư cách gì mà dám so sánh với vợ tôi? Cô ta chẳng có gì ngoài tuổi trẻ. Sau hai lần sinh nở, vợ tôi không còn xinh đẹp, mái tóc đã thưa, bầu ngực đã chảy xệ, bụng chẳng chịt những vết dạng trắng mờ. Bàn tay của em cũng không còn mềm mại, mượt mà, dáng hình cũng không còn thon gọn. Đã có lần vợ hỏi tôi, em có nên đi thẩm mỹ không? Tôi dứt, user, tiếp tục. ChatGPT khoát trả lời, anh yêu em vì những gì em có, đừng làm đau bản thân mình. Ai rồi chẳng phải giải đi. Vợ chấp nhận lấy một người đàn ông gia cảnh nghèo khó, không có gì ngoài hai bàn tay trắng như tôi. Vợ cùng tôi đi qua những năm tháng khó khăn, nhưng chưa một lần than phiền. Vì tôi, cô ấy đã thay đổi, lặn lội mưu sinh, cam tâm chịu khổ. Vợ yêu tôi bằng một niềm tin rằng, có ngày gia đình sẽ thấy em lựa chọn đúng người. Sau nhiều năm chung sống, khó khăn đã qua, tôi đã mua cho em một căn nhà to, rộng. Nhưng chính tôi lại không cùng em nhóm lên lửa ấm gia đình. Dù mang đến cho vợ cuộc sống đủ đầy, nhưng tôi lại lấy đi của em nụ cười. Đã lâu tôi không thấy em cười nhiều nữa. Tôi luôn mở miệng nói rằng sẽ làm mọi thứ để vợ được hạnh phúc, nhưng chính tôi thấy xấu hổ với lời mình nói. Hôm nay, hai đứa con thấy bố về sớm thì vô cùng ngạc nhiên. Chúng chạy ra chào đón, hỏi tôi, hôm nay bố không phải tiếp khách à? Đứa kéo tay, đứa ôm cổ, kéo tôi vào nhà. Vợ tôi từ trong bếp đi ra, nói nhỏ, em nghĩ anh không ăn cơm nhà nên nấu mấy món khá đơn giản. Anh muốn ăn món gì để em làm thêm? Tôi bảo vợ tôi, từ nay, đừng cắt suất bữa tối của anh nữa nhé. Vợ tôi cười. Thực ra thì khi cười, vợ tôi vẫn rất đẹp, dù hai đôi mắt đã bắt đầu hằn lên những vết chân chim. Sau tất cả, gia đình là điều quan trọng nhất. Gia đình rất quan trọng vì không ai có thể sống một mình mọi lúc. Chúng ta cần những người khác hỗ trợ chúng ta trong hầu hết hành trình của cuộc đời. Gia đình là một trong những món quà quan trọng và có giá trị nhất trong cuộc sống của chúng ta. Hơn bất cứ lý do gì,
gia đình luôn đem lại cho chúng ta sự ấm áp và tình cảm yêu thương mà không điều gì có thể so sánh được. Gia đình hỗ trợ ta mọi lúc. Gia đình rất quan trọng vì không ai có thể sống một mình mọi lúc. Chúng ta cần những người khác hỗ trợ chúng ta trong hầu hết hành trình của cuộc đời. Cho dù bạn bị sa thải khỏi một công việc hoặc đã trải qua một cuộc chia tay, không có ai có thể hỗ trợ bạn tốt hơn ngoài chính gia đình của bạn. Gia đình bạn luôn ở đó để nâng cao lòng tự trọng của bạn. Cho dù tình hình có tồi tệ đến đâu, gia đình cho ta cảm giác an toàn. Một trong những mục tiêu tinh thần quan trọng nhất trong cuộc sống của bất kỳ ai là được bảo đảm mọi lúc. Và gia đình là nơi sẽ cung cấp cho bạn cảm giác an toàn, nơi vỗ về bạn trong những lúc buồn, che chở cho bạn trước những sợ hãi, bão giông. Gia đình hình thành tương lai của những đứa trẻ. Gia đình là nơi duy nhất mà trẻ có thể học hỏi được nhiều điều sau giờ học ở trường. Ở trường, thầy cô giáo dạy cho trẻ những điều cần thiết để có một nghề nghiệp tốt trong tương lai. Còn về nhà, gia đình lại dạy cho trẻ những thói quen. Kỷ luật không chỉ giúp trẻ tìm một công việc mà còn giúp chúng có một cuộc sống hoàn hảo trong tương lai. Vậy nên, gia đình rất quan trọng đối với trẻ. Gia đình sẽ không bao giờ khiến ta cô đơn. Bất kể bạn đi đâu cả ngày, bạn luôn có một ngôi nhà để trở về. Nói cách khác, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn trong thế giới này. Gia đình, nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Gia đình dạy ta những giá trị đạo đức. Gia đình là một trong những nơi đầu tiên bạn học được hầu hết những điều tốt đẹp trong cuộc sống, từ việc tử tế, đến thể hiện lòng biết ơn, giúp đỡ người khác trong thời điểm tồi tệ. Tất cả những điều này là một số ví dụ về các giá trị đạo đức mà chỉ có gia đình mới dạy cho ta. Gia đình giúp ta đưa ra những quyết định dễ dàng. Nếu bạn có một gia đình, bạn không còn phải lo lắng về việc đưa ra những quyết định lớn và đầy thách thức vì bạn luôn có thể dựa vào những người thực sự có kinh nghiệm và biết cách thực hiện nó. Cuối cùng, có một gia đình mạnh mẽ sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc đời. Gia đình là tất cả. Gia đình là nơi chúng ta có thể nói bất cứ điều gì. Chúng ta có thể nói chuyện với họ, khóc trước mặt họ, cười cùng với họ. Gia đình không chỉ là một điều quan trọng, đó là tất cả mọi thứ. Thứ ba là thời gian. Không giống như tiền bạc, thời gian là một nguồn tài nguyên có hạn, không thể nhân lên, vay mượn hay lấy lại sau khi đã mất. Một khi thời gian đã trôi qua, nó sẽ vĩnh viễn biến mất. Dù sau này người ta có thể sở hữu một khối tài sản cách xù với những con số không tưởng, nhưng họ sẽ không bao giờ trẻ lại hay có thể lấy lại thời gian đã mất. Người sáng lập The Positive Solution, số là Richard từng biết, không có số tiền nào trên đời có thể giúp bạn mua được một phần ngàn giây thời gian đã trôi qua. Bởi vậy, điều quan trọng là phải tận dụng tối đa thời gian. Quản lý thời gian phù hợp. Quản lý thời gian hợp lý có thể mang tới một cuộc sống thành công, an yên hơn, mở ra nhiều cơ hội và hướng đi mới. Cuộc sống của chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Nếu bạn muốn làm một điều gì, đừng đợi chờ đến ngày mai mới làm. Xưa nay, có biết bao nhiêu người thua cũng chỉ vì bởi một chữ đợi trong cuộc đời. Vạn vật ở đời luôn nằm trong sự biến đổi không ngừng. Sinh mệnh của con người cũng vậy, chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Không đoán được chuyện gì sẽ đến trong tương lai. Có những biến cố bất ngờ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn cũng có thể khiến ta mất đi ngày mai vĩnh viễn. Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ mình còn nhiều thời gian. Việc hôm nay chưa làm ra, tính để ngày mai. Rồi đến ngày mai, ta lại chần chừ. Cuối cùng bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ còn dang dở bởi thời gian không bao giờ chờ đợi ai. Kiếp nhân sinh ngắn ngủi lắm. Vì thế chúng ta hãy tận dụng thời gian để làm những việc có ý nghĩa. Coi trọng thời gian của bản thân. Việc hôm nay nếu có thể làm được, thì đừng đợi đến ngày mai mới làm bởi vì không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Tại một ngôi chùa cổ ở Nhật Bản, có một cậu bé mới 9 tuổi tên là Thân Loan. Sau này là người sáng lập chân tông Tịnh Độ, quyết định xuất gia đi tìm thiền sư để xuống tóc. Khi gặp Thân Loan, thiền sư đã hỏi ông rằng, con còn nhỏ thế này, tại sao đã muốn xuất gia? Lúc đó, Thân Loan trả lời, năm nay mặc dù con mới 9 tuổi, nhưng bố con đã qua đời. Con không biết vì sao con người phải chết, vì sao con và bố con phải rời xa nhau. Để hiểu được đạo lý này, con nhất định phải xuất gia. Vị thiền sư nói, được, ta hiểu rồi, ta đồng ý nhận con làm đồ đệ. Nhưng hôm nay muộn rồi, chờ đến sáng sớm mai, ta sẽ xuống tóc cho con. Thần Loan nghe xong liền nói, thưa sư phụ,
Mặc dù sư phụ nói là chờ đến sáng sớm mai sẽ cắt tóc cho con, nhưng con còn nhỏ, con không dám chắc quyết tâm đi tu của con có còn giữ được đến sáng mai không. Mà sư phụ thì đã nhiều tuổi thế này rồi, sư phụ có dám chắc sáng mai tỉnh dậy sư phụ vẫn khỏe mạnh không? Vị thiền sư nghe xong liền nói, tốt, tốt, con nói rất hay. Những gì con nói đều đúng, ta sẽ xuống tóc cho con ngay bây giờ. Con người sống trên đời vì chữ đợi mà đã đánh mất đi bao nhiêu điều tốt đẹp. Đợi một ngày nào đó, đợi khi nào có thời gian, đợi có điều kiện, đợi thời tiết thuận lợi, đợi khi nào có thật nhiều tiền. Cuối cùng, đến già vẫn còn cứ đợi, đợi và đợi. Thời gian vô cùng quý giá, luôn vận động vĩnh hằng trong cuộc sống. Mỗi giây mỗi phút đi qua, nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Vì vậy, chúng ta cần phải biết quý trọng thời gian, cố gắng cho những gì hiện tại, để sau này khi nhìn lại, sẽ không phải hối tiếc. Cổ nhân cho rằng, nhân thân nan đắc, để được sinh ra và sống trên cuộc đời này là điều vô cùng đáng quý. Vậy nhưng, rất nhiều người để thời gian trôi qua lãng phí hơn là tận dụng từng giây, từng phút trong cuộc sống ngắn ngủi này. Đặc biệt, những người trẻ tuổi, trong giai đoạn tuổi xuân, thường cho rằng thời gian còn nhiều, nên chưa biết quý trọng cho những gì hiện tại. Để khi lớn rồi, già đi, quay đầu nhìn lại, thì bao nhiêu dự định và ước mơ vẫn còn dang dở. Uesky từng nói cuộc đời của một người nên được trải qua như thế này. Khi bạn nhớ lại quá khứ, bạn không thể hối hận vì đã lãng phí năm tháng của mình và không xấu hổ vì những hành động của mình đã từng làm. Nhiều việc ở đời chúng ta nghĩ và làm sẽ không có cơ hội làm lại. Hãy trân trọng cơ hội đang có, thực hiện mỗi ngày một cách nghiêm túc những việc mình làm. Đừng để cuộc sống mãi là bản thảo nữa. Hãy dùng những hành động của bạn để dành tình yêu thương cho những người thân, bạn bè và những người có duyên trong cuộc đời bạn, và giá trị sống của bạn sẽ được kéo dài. Thứ tư là trải nghiệm. Mỗi người sinh ra trên đời phải sống sao cho đáng sống. Đừng sống hoài, sống phí để năm tháng trôi qua vô nghĩa, rồi lại ân hận, xót xa. Đừng chỉ thu hẹp cuộc sống của mình trong bốn bức tường hay trong văn phòng làm việc. Hãy mở rộng tâm hồn mình để bước ra thế giới ngoài kia. Khi bạn đi du lịch đến một miền đất mới, lạ, gặp những con người xa lạ, ăn những món ăn độc đáo, nghe những câu chuyện ý nghĩa, bạn sẽ thêm tin yêu vào cuộc đời. Tận hưởng cuộc sống bằng việc trải nghiệm qua những chuyến du lịch cũng là cách để bạn thư giãn bản thân sau những ngày làm việc vất vả. Chính những trải nghiệm trong cuộc sống sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng, định hình lại thế giới quan. Đây cũng là có thể là nguồn cảm hứng giúp bạn có những bước đột phá để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc. Cuộc sống là những chuỗi ngày mưu sinh, dù bạn vì bản thân hay vì gia đình của mình, thì hãy trân quý những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống. Người xưa có rất nhiều câu thành ngữ, tục ngữ, những lời khuyên vô cùng bổ ích cho đến thời điểm bây giờ. Trong đó, có 8 câu lời nhắn kinh điển sau: không xuống đáy biển không biết sâu, không nuôi con không thấu lòng cha mẹ. Có những thứ mình tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Có những thứ luôn ở bên ta, nhưng chưa chắc ta đã cảm nhận được. Mỗi bước đi của chúng ta, mãi mãi có cha mẹ dõi theo, nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ chúng ta từng ngày, từ khi chúng ta là những đứa trẻ cho đến khi là một người có chỗ đứng trong xã hội, cũng như trong cuộc đời này. Nếu chúng ta không thực sự trải nghiệm, sẽ chẳng bao giờ biết được việc đó như thế nào, tốt hay xấu, làm được hay không. Khi chúng ta lên chức bố mẹ, chúng ta mới cảm thấy được sự nỗi lòng, vất vả của cha mẹ. Họ đã hy sinh cả cuộc đời để đánh đổi lại hạnh phúc cho chúng ta mà chẳng bao giờ kêu than. Cho dù chúng ta cho bao nhiêu vật chất, cũng khó lòng bù đắp được. Làm việc gì cũng cần có lòng kiên trì. Người xưa có câu hành bách lý giả bán 90 ám chỉ việc có rất nhiều người đê á. Tê mục tiêu đi 100 km nhưng đi được 90 km đã bỏ cuộc. Có những người đã gần chạm đến đích rồi vẫn từ bỏ, trong khi thành quả đang ở ngay trước mắt. Thất bại luôn ở xung quanh chúng ta, chỉ chờ chúng ta nản lòng cho dù một giây thôi, nó cũng sẽ đến, và vậy là mọi công sức sẽ xuống sông, xuống biển. Như vậy, thực sự không xứng đáng chút nào. Nếu muốn kết thúc, hãy nghĩ đến bạn đã phải vất vả thế nào vào những ngày đầu. Chỉ như vậy mới có động lực cố gắng thêm chút nữa. Đèn thắp thường xuyên mới sáng, đá mài thường xuyên mới sắc. Bất kỳ vĩ nhân nào cũng được rèn luyện qua thử thách. Chẳng có ai sinh ra đã là người vĩ đại, được cả thế giới tôn thờ cả. Muốn bản thân trở nên kiên cường hơn,
giỏi giang hơn, chắc chắn phải được thử lửa, rèn luyện trong khó khăn. Ánh sáng là do chúng ta tạo ra, nó sẽ không thể sáng nếu chúng ta không biết cách sống, cố gắng trải nghiệm những điều khó khăn nhất trong cuộc sống. Tăng Quốc Phiên, đời Thanh, từng nói, bất luận là ở nhà, ở chốn quan trường, chỉ huy quân, đều phải lấy chữ cần làm gốc. Chỉ khi đánh đổi thành công bằng mồ hôi và nước mắt mới có thể tự tin nói đó là thành công có ý nghĩa. Đèn muốn sáng là phải được thắp liên tục, một chút thắp đi là sẽ mãi mãi chẳng thể trở thành một ngọn đèn hoàn hảo. Điều đáng sợ là làm người khó, đoán đáng sợ không phải là những thứ mình nhìn thấy mà ở những thứ không thể nhìn thấy. Lòng người càng bí hiểm thì nguy hiểm, đi đường dài mới biết lòng người, tốt hay xấu. Có những người cảm giác là rất tốt, luôn ở bên chúng ta, nhưng khi có khó khăn, sẵn sàng bán đứng, gây khó khăn để dìm chúng ta xuống. Thế nhưng, có những người vẻ ngoài lạnh lùng, ra vẻ không quan tâm, nhưng khi chúng ta ngã xuống, sẵn sàng đưa cánh tay nâng đỡ và dạy cho chúng ta những bài học quý giá. Đường dài mới biết ngựa hay, ngày dài mới biết tâm ai thật tình. Tình bạn trải qua năm tháng mới đáng trân quý. Đối xử với cha mẹ thế nào, sẽ được con cái sau này đối xử lại như vậy. Đây là sự thật, đã có rất nhiều câu chuyện nổi tiếng về tình cha mẹ. Họ đã phải hy sinh nhiều cho con cái nhưng không được một câu đền đáp. Kết quả là chính họ lại bị con cái đối xử không ra gì. Nếu những đứa trẻ nhìn vào cách đối xử của chúng ta với bố mẹ, chúng sẽ học theo vì bản năng của trẻ thơ chính là bắt chước. Thời điểm đó, chúng chưa thể định hình được khái niệm đúng sai. Trong một gia đình, nếu bố mẹ hiếu thuận với ông bà, con cái tự khắc sẽ học được cách hiếu thuận với bố mẹ. Như thế, gia đình mới thực sự hài hòa, êm ấm. Cái gì cũng biết nhưng chẳng tinh thông cái gì sẽ khó gặt hái được thành quả như mong đợi. Làm được 9 nghề không bằng giỏi một nghề. Bởi vậy, mới có câu tham nhiều thì nhai không như. Một người mà chỉ chăm chăm học quá nhiều thứ, ra vẻ là cái gì mình cũng giỏi. Thế nhưng không hề biết rằng đó chỉ là bề mặt, cái bên trong sâu xa mới là cái giúp chúng ta có chỗ đứng và được người khác coi trọng. Thực sự, một người muốn thành đạt là phải có cái tôi cá nhân, có một cái gọi là ưu tú nhất. Như vậy người khác mới thấy khâm phục, trình độ đến đâu, gặt hái thành quả đến đó. Nếu tốn thời gian cho việc ghen tị với người khác, chi bằng nhìn lại xem mình có gì, đã làm được gì hay chưa. Cuộc sống lúc nào cũng cho bạn một con đường mở. Nhưng nếu bạn không biết ý thức về bản thân, bạn sẽ chẳng bao giờ thành công. Ông trời vốn công bằng, bạn bỏ ra vốn ít thì đừng mong có lời nhiều. Bạn bỏ ra công sức bao nhiêu thì thành quả bạn nhận được cũng hoàn toàn xứng đáng. Trừ khi bạn thủ đoạn, gian dối để đốt cháy giai đoạn. Bất kỳ việc gì cũng cần phải dựa vào năng lực của bản thân. Một đấu gạo tạo ân, một gánh gạo tạo oán. Lương thiện là đức tính tốt cần được phát huy. Chẳng ai đánh giá hay chê bai người tốt cả. Thế nhưng, từ xa xưa rồi, người càng tốt càng dễ bị lợi dụng. Thời này cũng vậy, bạn có quyền nâng đỡ người khác, nhưng không được để họ phụ thuộc vào bạn. Như vậy, không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh của anh ta, trở thành kẻ đi xin xỏ. Khi một người không muốn cố gắng, chỉ muốn ỷ lại vào sự giúp đỡ, hãy thu hồi ngay lòng lương thiện của bạn một cách kịp thời. Đừng biến một đấu gạo thành cơ hội cho kẻ chỉ biết oán hận. Như vậy, sẽ hại thân. Thứ năm là tôn trọng. Có một điều không phải ai cũng nhận ra, sự tôn trọng không phải là thứ mua được bằng tiền. Thực tế, sự tôn trọng có giá trị hơn cả tiền bạc khi đi kèm đó là những cảm giác tin tưởng, hạnh phúc và ý thức về giá trị con người, đặc biệt là giá trị bản thân. Một người sẽ chỉ tôn trọng ai đó nếu họ biết cách tôn trọng chính mình. Một người phải biết cách chịu trách nhiệm trước hành động của mình, biết lắng nghe tâm tư, tình cảm của người khác, có lòng trung thực và chính trực mới là người chiếm được sự tôn trọng của những người khác. Người khác tôn trọng bạn không phải vì bạn ưu tú, mà do tu dưỡng của bạn. Người khác tôn trọng bạn không phải do bạn ưu tú mà là do sự tu dưỡng, cách ứng xử của bạn. Tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác mới là phương thức hòa thuận tốt nhất giữa người với người. Ông Masoshita, chủ một doanh nghiệp nổi tiếng tại Nhật, trong một lần bị bệnh, có vài người bạn đã đến thăm. Họ cùng nhau đi ra quán ăn và ông đã gọi cho mỗi người một phần bò bít tết. Lúc đó, ai nấy đều ăn uống rất vui vẻ, chỉ riêng ông là ăn được một nửa. Chủ quán thấy vậy rất lo lắng, nghĩ rằng món bít tết có vấn đề gì đó. Đến lúc thanh toán,
Masoshita đã đặc biệt gọi nhân viên phục vụ gọi đầu bếp ra và nói với ông ấy rằng bít tết của nhà hàng rất ngon, chỉ là dạ dày của tôi không được khỏe nên tôi ăn không hết. Ông đừng quá lo lắng, không phải do ông làm không ngon. Hy vọng ông chủ không trách ông. Vị đầu bếp sau khi nghe xong thì cảm động, cúi mình trước Masoshita. Có một người nổi tiếng từng nói, tôi cho rằng người khác tôn trọng tôi là vì tôi giỏi. Dần dần, tiếp xúc với nhiều người, trải qua nhiều việc, tôi mới hiểu người khác tôn trọng tôi là vì họ rất giỏi. Vì người càng giỏi càng hiểu được việc tôn trọng người khác. Masoshita, dù là ông chủ của một doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản, thế nhưng ông đối xử với mọi người đều rất bình đẳng. Ông không vì thân phận mà khinh thường người khác, như cách đối xử với người đầu bếp ở trên. Ông không nghĩ rằng đó là chuyện nhỏ, mà Masoshita đã đặt cảm nhận của vị đầu bếp lên đầu và dùng tấm lòng của mình hết mực đối đãi không tạo rắc rối cho vị đầu bếp này. Người biết tôn trọng người khác cũng là đang nghiêm túc với chính mình. Tôn trọng người khác chính là làm bản thân thêm phần ưu tú. Một người ăn xin với quần áo rách dưới tả tơi ghé vào một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Những khách hàng bên cạnh đều bịt mũi tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng cửa hàng vẫn nhiệt tình đón tiếp người ăn xin này. Đứng trong cửa hàng, người ăn xin dè dặt rút ra một vài đồng tiền lẻ, nhẹ nhàng nói với chủ tiệm rằng, tôi muốn một cái bánh ngọt, loại nhỏ nhất. Chủ tiệm tươi cười, chọn ra một cái bánh ngọt nhỏ nhưng rất tinh tế từ trong tủ, đưa cho người ăn xin, đồng thời khom lưng cảm ơn ông ấy vì đã ghé cửa hàng. Cái người ăn xin đi rồi, người cháu của chủ tiệm không hiểu vì sao ông mình lại đối xử nhiệt tình với một người ăn xin như vậy. Người chủ tiệm cười nói, tiền của ông ấy là do ăn xin được một ít, đem đến. So với những người khác thì khó khăn hơn nhiều. Ông ấy đến mua bánh của chúng ta chính là vì yêu thích chúng ta. Người cháu lại hỏi, vậy tại sao ông vẫn nhận tiền của ông ấy à? Người đàn ông trả lời, ông ấy đến mua, ông dĩ nhiên phải tôn trọng ông ấy. Nếu không lấy tiền, đó là một kiểu sỉ nhục. Nhờ vào cách ứng xử thông minh, khôn khéo mà tiệm bánh ngọt kinh doanh ngày càng phát triển, trở thành một doanh nghiệp nổi tiếng tại địa phương. Không nịnh hót người cao, không khinh thường kẻ yếu. Chu Dịch giảng, thường giao bất diễm, hạ giao bất độc, nghĩa là không nịnh hót kẻ mạnh, không khinh mạn người yếu hơn mình. Làm được việc ấy chính là nhờ vào sự lương thiện trong trái tim mỗi người. Đó cũng chính là nhân cách và sự tu dưỡng của người đó. Người khác tôn trọng bạn cũng chính là ở điểm này. Người hiểu được cách tôn trọng người khác sẽ biết cách đặt mình vào vị trí của người khác, cải thiện khả năng giao tiếp của bản thân, đồng thời cũng khiến vị trí của mình càng được nâng cao. Người càng tài giỏi bao nhiêu sẽ càng hiểu được cách tôn trọng người khác bấy nhiêu. Mà có tôn trọng người khác thì mới trở nên tài giỏi ở cảnh giới cao. Con người biết đặt mình vào vị trí của người khác mà suy xét, biết thấu hiểu và tôn trọng người khác. Vì thế, họ nhìn ai cũng thấy thuận mắt. Cảnh giới không đủ cao nên nhìn người khác không thuận mắt. Chuyện kể rằng khi còn trẻ, Tô Thức đã cùng tham thiền với Đức Phật Ấn. Có lần trong lúc tham thiền, Tô Thức hỏi Phật Ấn rằng, Đại sư, ông xem tôi ngồi ở đây giống thứ gì? Phật Ấn nói, nhìn ông, trông giống một vị Phật tôn nghiêm. Tô Thức cười nói, nhưng tôi trông ông giống như một bãi đại tiện vậy. Nghe Tô Thức nói lời bất kính, Phật Ấn chỉ cười và không nói gì cả. Khi về nhà, Tô Thức kể cho Tô Tiểu Muội chuyện này. Nghe xong, Tô Tiểu Muội liền nói, bản thân là Phật thì nhìn người khác sẽ giống Phật. Nếu bản thân giống bãi đại tiện, thì nhìn người khác cũng sẽ giống bãi đại tiện. Cảnh giới của huynh so với thiền sư Phật Ấn quả thực còn thua xa. Quả thực, cách bạn nhìn nhận người khác chính là tấm gương phản chiếu bản thân bạn. Nhìn người khác giống thứ gì, thì bạn chính là thứ đó. Nhìn người khác không thuận mắt, chẳng qua do cảnh giới của bản thân không đủ cao. Chẳng cần phải nghĩ cách để thay đổi người khác, trước hết hãy điều chỉnh tâm thái của chính mình. Tu tốt cái tâm của bản thân, càng đạt đến cảnh giới cao, bạn sẽ càng thấy hài lòng với người khác. Người ở cảnh giới cao biết đặt mình vào vị trí người khác. Câu chuyện sáng 3, chiều 4 từng được Trang Tử kể lại. Ở nước Tống, có một người đàn ông nuôi khỉ. Gia cảnh nghèo khó nên anh ta tính đến việc giảm bớt thức ăn của lũ khỉ. Anh ta nói với lũ khỉ, sáng sớm cho các ngươi 3 hạt trước. Cổ nhân cho rằng người học rồng biết nhiều mà lại có thể khiêm nhường, nhường nhịn người khác. Đối với việc thiện thì không bê trễ. Người như vậy cũng được xưng là người quân tử. Chuyện kể rằng, Đế Ngưu là vị hoàng đế có đạo đức thuần khiết, ôn hòa và khoan dung. Ông là người cung kính,
giản dị và tiết kiệm. Ông đi khắp bốn phương, hết mình quan tâm đến dân chúng thiên hạ. Trong 75 tại vị, ông luôn để ý tìm người tài đức để truyền lại ngôi vị. Vì vậy, ông công khai để tất cả mọi người đều có thể đề cử. Ngay cả người có địa vị thấp kém nhưng có tài đức cao cũng được phép tiến cử. Lão Tử nói, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Câu nói này tuy ngắn gọn nhưng ẩn chứa triết lý sâu sắc, còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Con người nên học theo đại địa bởi vì đại địa có thể khiêm tốn và vô tư, không màng lợi nên có thể nâng đỡ được vạn vật. Có thể thấy, người khiêm tốn là người có tâm địa rộng lớn, có thể bao dung được hết thảy. Người tâm địa rộng lượng thì phúc trạch nhất định sẽ dày rộng. Người tâm địa hẹp hòi thì phúc trạch sẽ mỏng. Khiêm tốn sẽ tạo ra phúc báo, cao ngạo sẽ tạo ra tai họa. Cho nên, làm người nhất định phải tu dưỡng đức khiêm tốn. Cổ nhân cho rằng, nuôi mà không dạy là lỗi của bậc phụ mẫu. Vì thế, giáo dục trong các gia đình thời xưa đều lấy việc dạy luân lý đạo đức làm cốt lõi cao nhất. Trong một gia đình, cha mẹ, vợ chồng và anh em là ba mối quan hệ quan trọng nhất. Xã hội hiện đại, dù không chung sống cùng nhau ba tứ đại đồng đường như thời xưa, thì các mối quan hệ này vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến sự thịnh suy lâu dài của một gia đình, hay thậm chí là của một gia tộc. Vương Hy Chi dạy con không được kiêu ngạo. Tác phẩm Đệ Tử Quy, tức Phép Tắc Người Con, do Lý Dục Tú tiên sinh biên soạn vào những năm Khang Hy 1661 đến 1722, Triều Thanh, được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục trẻ em tốt nhất trong lịch sử Á Đông, cùng với ba tự kinh và thiên tự văn. Trong Đệ Tử Quy, viết, gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ khoe tài. Trong giao tiếp với người lớn phải biết xưng hô đúng mực, thể hiện sự cung kính, không nên hiển thị khoe khoang tài năng của mình trước mặt người lớn. Vương Hy Chi, 303 đến 361 sau Công Nguyên, là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc, được mệnh danh là Thư Thánh, tức Bậc Thánh về thư pháp. Ông có 7 người con, trong đó con út Vương Hiến Chi, 344-386, cũng là một nhà thư pháp xuất chúng. Ở tuổi 55, Hiến Chi đã có tài thư pháp, thường được cha và các anh khen ngợi. Vì thế, Hiến Chi trở nên kiêu ngạo và lười biếng, cho rằng bản thân là người xuất chúng không cần phải khổ luyện thêm nữa. Vương Hy Chi sau đó đã có cách dạy con đáng học hỏi, giúp cho con trai mình nhận ra bản tính kiêu ngạo là ngu ngốc, còn chuyên cần mới là yếu tố quan trọng để thành công. Một ngày nọ, Vương Hy Chi được mời vào kinh thành. Hôm đó, gia đình ông quây quần bên bữa tiệc đưa tiễn, tổ chức linh đình với sơn hào hải vị và rượu thượng hạng. Trong lúc ngả say, Vương Hy Chi chợt có một ý tưởng. Ông quyết định viết một vài chữ để khuyên răn Hiến Chi. Vương Hy Chi thảo một bài thơ lên bức tường, với nhãn đề Giới Kiêu Thi, tức bài thơ dạy không được kiêu ngạo, khuyên bảo Hiến Chi đừng nên kiêu ngạo mà hãy cố gắng cho rồi học tập thêm. Hiến Chi không tâm phục, ngày hôm sau liền chép lại bài thơ mấy chục lần ngay trước khi cha về đến nhà. Trong lúc không ai nhìn thấy, anh bèn xóa bài thơ đi và viết lại vào cùng một chỗ trên bức tường, bắt chước phong cách thư pháp của cha, vốn tự hào về tài năng của bản thân, khiến ông nghĩ rằng thư pháp của mình đã đạt đến trình độ như cha và không ai có thể nhận ra sự khác biệt. Trở về nhà, Vương Hy Chi nhìn chăm chú vào bài thơ trên tường một hồi lâu. Sau đó ông gãi đầu và thở dài, ôi, có phải đêm qua ta đã uống hơi quá chén nên mới viết ra những nét chữ vụng về thế này không nhỉ? Nghe những lời này, Vương Hiến Chi cảm thấy vô cùng hổ thẹn và ngượng ngùng. Cuối cùng, Vương Hiến Chi cũng đã nhận ra rằng chỉ có học tập chuyên cần và khổ công rèn luyện mới có thể trở thành một nhà thư pháp nổi tiếng. Trong tác phẩm Đệ Tử Quy, chương 2, bài 8 viết, anh thương em kính anh em thuận, hiếu trong. Đó, nhẹ tiền bạc, quán não sinh lời, nhường nhịn, giận tự hết. Nghĩa là, người anh nên yêu thương người em nên tôn kính người anh. Anh em có thể chung sống hòa thuận thì cha mẹ sẽ an lòng. Ấy chính là thực hiện tốt chữ hiếu trong mối quan hệ giữa anh em. Nếu xem nhẹ vấn đề tiền bạc và của cải thì sẽ không sinh ra oán hận, lời ăn tiếng nói giữa anh và em. Mà nhường nhịn và bao dung nhiều hơn thì tức giận tự nhiên sẽ tiêu trừ. Khổng Dung, 153-208 sau Công Nguyên, hậu duệ thứ 20 của Khổng Tử, là quan nhất phẩm dưới thời trị vì của Hán Linh Đế,
nhà Đông Hán, vì ông đã từng làm thái thú quận Bắc Hải, thuộc huyện Duy Phường, tỉnh Sơn Đông ngày nay, nên ông có biệt hiệu là Khổng Bắc Hải. Từ nhỏ, Khổng Dung đã thấm nhuần đạo lý làm người, biết rằng con người cần có nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, cung kính, khiêm nhường, biết nghĩ cho người khác. Gia đình Khổng Dung có 7 người con, và ông là người con thứ 6. Năm Khổng Dung lên 4 tuổi, một hôm trời nóng như đổ lửa, Khổng Dung đang chơi ngoài sân vườn, còn các anh của mình thì đang học trong lớp. Lúc nghỉ giải lao, một người bạn của cha Khổng Dung đến chơi, tay xách theo một giỏ lê sang tặng. Mẹ Khổng Dung bảo các con hãy đi rửa tay rồi vào ăn lê cho mát. Khổng Dung, khi đó là đứa em nhỏ tuổi nhất trong nhà, nên cha đã ưu tiên cho ông chọn lê trước. Điều bất ngờ là ông đã chọn quả lê nhỏ nhất, thay vì chọn những quả to và chín mọng. Cha của Khổng Dung thấy lạ, bèn hỏi tại sao con không chọn quả to, chín mà ăn, lại chọn quả nhỏ nhất. Khổng Dung đáp, thưa cha, con là người nhỏ nhất, nên con chọn quả nhỏ nhất để ăn, còn các quả to thì nên để cho cha mẹ và các anh ăn ạ. Câu trả lời của Khổng Dung khiến cha rất hài lòng. Người bạn của cha Khổng Dung chứng kiến mọi việc cũng hết mực cảm phục về đức tính khiêm nhường, biết nghĩ cho người khác của ông. Trong tâm có thiện, ắt thành người tài trí, Khổng Dung sau khi lớn lên, được phong làm thái thú quận Bắc Hải. Ông đã cho xây dựng nhiều khu phố và trường học, đồng thời cũng là người ủng hộ nho giáo. Ông còn là một nhà thơ và nhà văn nổi tiếng. Tể tướng Lý Miên, không tham bảng vàng, lòng luôn ngay chính, lưu danh thiên cổ. Lý Miên, 717-788 sau công nguyên, giữ chức tể tướng dưới thời trị vì của Hoàng đế Đường Đức Tông, là người xuất thân trong gia cảnh nghèo khó. Nhưng dù làm việc gì, ông đều giữ chữ tín, quyết không bao giờ tìm cách làm giàu bất chính. Lý Miên luôn dành thời gian đọc các kinh sách thánh hiền để trau dồi cho mình phẩm chất trung thực, ngay thẳng. Một ngày nọ, Lý Miên gặp một thư sinh đang trên đường đến kinh đô ứng thí. Hai người sau đó đã trở thành huynh đệ tốt của nhau. Khi vị thư sinh kia bị ốm nặng, Lý Miên đã ghé thăm và chăm sóc rất chu đáo cho anh ta như chính huynh đệ ruột của mình. Thư sinh kia, vì bệnh tình nguy kịch nên cuối cùng không qua khỏi. Trước lúc lâm chung, anh nguyện ý sau khi lo tang lễ cho mình xong, xin Lý Miên hãy giữ lấy số vàng còn lại của anh thay cho lời cảm tạ. Chẳng có cách nào từ chối, Lý Miên đành phải đồng ý nhận lời. Thế nhưng, sau đó ông đã không lấy bất kể một xu nào. Ông bí mật giấu vàng dưới quan tài của vị thư sinh kia, cuối cùng trả lại toàn bộ số bạc đó cho gia đình của anh ta. Trong thời gian được bổ nhiệm làm tiết độ sứ ở lĩnh Nam, Lý Miên không hề lợi dụng quyền lực để chiếm đoạt của cải phi pháp. Trước những món quà quý giá của các thương nhân, ông đều lịch sự từ chối. Thậm chí khi về hưu, Lý Miên còn ném tất cả sừng tê giác và ngà voi mà gia đình ông đã nhận được xuống sông. Làm quan qua hai triều đại, Lý Miên đã chu cấp hầu như toàn bộ tài sản của mình cho người thân và các gia nhân, chỉ để lại một ít đồ dùng cho bản thân. Do vậy, khi qua đời, ông không còn chút tài sản nào cả. Lòng tốt của Lý Miên được người đời hết lòng cao tụng. Sau này, ông được phong danh hiệu là chân giản, nghĩa là người chân thật và giản dị. Thứ tám là buông bỏ. Có người nói, người biết cách buông bỏ những ham muốn, muộn phiền, ấy là người hạnh phúc nhất. Tất thảy khổ đau trong đời không phải là do người khác mang đến, mà là do bạn tự tạo ra cho chính mình. Biết cách buông bỏ sẽ giúp cuộc sống bình yên và hạnh phúc hơn. Buông bỏ được những khổ đau cũng là một nghệ thuật. Trên đời này, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để buông bỏ những thứ mà mình vẫn luôn khao khát có được. Chúng ta ai cũng cần phải buông bỏ những gánh nặng trong tâm để tìm về với sự tự do đúng nghĩa. Đầu tiên, mỗi người hãy tự có cho mình một khoảng lặng riêng, nhìn về những thứ được và mất, những thứ mà bấy lâu nay ta đã dồn công dồn sức để mong nó có được một kết thúc viên mãn nhất. Liệu rằng những thứ ấy có thực sự đem lại cho ta hạnh phúc hay không? Chỉ khi tìm được nút gỡ, ta mới có thể buông bỏ được những thứ khiến cho thân tâm nhẹ nhõm hơn. Đời người cũng không quá dài. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng sống cho thật tốt, nhớ những gì cần nhớ, quên những gì cần quên. Có những điều chúng ta nhất định phải buông bỏ, dũng cảm buông bỏ để tâm thanh thản. Và sẽ là tốt nhất nếu chúng ta chọn lựa được kiên trì hay buông bỏ đúng lúc. Nếu chúng ta cứ lưỡng lự, giận dữ và buông thì sẽ chỉ khiến cho tâm trạng thêm mệt mỏi. Chỉ khi buông bỏ được thì chúng ta mới thấy được tinh thần nhẹ nhõm,
ung dung tự tại, học cách buông bỏ mọi phiền não để sống an yên hơn. Con người ta thường hay quá để ý đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi. Một ngày, người yêu không còn nhắn tin thường xuyên cho bạn nữa. Một ngày bạn bị cấp trên trách mắng dù đã nỗ lực rất nhiều. Có thể với người khác, những thứ đó chẳng đáng là gì cả. Nhưng đối với bạn, nó lại là cả một thứ gì đó rất nghiêm trọng khiến bạn cảm thấy chán nản, mơ hồ và dần kiệt sức. Những người đa sầu đa cảm thường như vậy. Người ta thường nói với bạn là đừng có nghĩ nữa. Thế nhưng có những chuyện, nghĩ nhiều thì đau đầu, đến khi nghĩ thông suốt rồi thì lại đau lòng. Có phải tất cả là do mình không? Mình chẳng đủ tốt để làm người khác vui vẻ. Mình thật tệ, đúng không? Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Bạn cũng đừng tự trách bản thân mình là như thế. Hãy học cách buông bỏ ngay khi mọi việc vẫn còn có thể giải quyết. Nếu như bạn cảm thấy khó chịu hay không hài lòng về một điều gì đó, thì hãy nói ra. Nói ra rồi thì hãy tìm cách để giải quyết nó. Đừng cố kìm nén để rồi biến mình thật trở thành nạn nhân của chính mình, chìm vào một thế giới khiến bạn mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác. Buông bỏ là khi chúng ta tự mình nhổ đi cái gai ghim sâu vào trong ngực, quên đi hết thảy mọi ưu phiền và những sai lầm của cả bản thân và những người khác nữa. Sống ở đời, ai mà chẳng có những ưu phiền, gánh nặng, công việc quan trọng, tình yêu quan trọng, những mối quan hệ xung quanh cũng quan trọng. Thế nhưng, nó không phải là tất cả. Cuộc sống đang còn rất nhiều điều thứ tốt đẹp đang chờ đợi ta ở phía trước, mà chỉ khi buông bỏ được một số thứ thì những điều tốt đẹp ấy mới có thể tìm đến được với ta. Dưới bộn bề của cuộc sống, hãy biết dành cho bản thân chút thời gian để bình tâm trở lại, tận hưởng sự giản dị của đời thường. Ai yêu, ai hận, ai đối với ta cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đó mới chính là sự buông bỏ cho thân tâm nhẹ nhõm mà mỗi người cần đạt được. Chắc hẳn trong lòng mỗi người đều luôn có không ít lần tự hỏi bản thân, tại sao có những chuyện cần quên lại không thể nào quên được. Nếu bạn đang một mình vật lộn với những suy nghĩ này, thì hãy học đọc một chuyện ngắn dưới đây. Có một người đàn ông với vẻ mặt rất khổ sở đến hỏi một vị hòa thượng, thưa thầy, có một số thứ và một số người, tại sao con lại không thể buông bỏ được? Vị hòa thượng nói, không có gì là không thể buông bỏ được. Người đàn ông kia vẫn khẳng định, có những thứ và những người mà, hết lần này đến lần khác, con vẫn mãi không buông bỏ được. Vị hòa thượng liền bảo anh ta cầm một cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng cứ rót mãi cho đến khi nước trà trong chén tràn cả ra ngoài. Nước trà nóng đổ lên tay người đàn ông khiến anh ta không thể chịu đựng được nữa, liền vội vàng đặt chén trà xuống. Lúc này, vị hòa thượng mới điềm đạm nói, trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con cảm thấy đau đớn đã đủ rồi, thì tự con sẽ bỏ xuống được thôi. Thực ra, trong sâu thẳm tâm can mỗi người, ai cũng có những vết thương, những nỗi đau không thể nào quên được. Thời gian nó cũng chỉ khiến ta thôi nhớ về những ngày tháng ấy chứ nào có khả năng xóa sạch đi ký ức. Thời gian cũng chỉ là vô hình, còn chúng sinh ở đời lại là những kẻ đa tình. Chỉ khi thời gian đủ lâu, tâm tình dường như cũng vì thế mà thay đổi. Trên đời này có một số chuyện, phải đợi tâm tư tĩnh lặng rồi mới có thể suy nghĩ thông suốt, tâm bình yên mới có thể cởi mở mà buông bỏ những muộn phiền. Nhìn lại cuộc đời vô thường như cát bụi, không thể nắm giữ, cũng không thể kéo dài mãi, bỗng nhiên ta cũng chẳng còn muốn cố chấp nữa. Bởi vậy, không phải thời gian có thể chữa lành được vết thương lòng mà là do trái tim đã thôi bão lũ. Khi ấy ta mới chịu buông xuôi, cố chấp giữ trần một người không thuộc về mình cũng giống như việc bạn đi máy bay nhưng lại ngồi đợi ở ga tàu. Hạnh phúc nào rồi cũng sẽ tàn phai, tình yêu nào không được vun đắp rồi cũng sẽ nhạt nhòa dần. Cuộc sống là một bánh xe không ngừng di chuyển. Vạn vật trên đời có sinh ra rồi mất đi, có yêu, có hận, có giữ, có buông. Thật ra, thì trên đời này có thứ hạnh phúc được gọi tắt bởi hai từ buông tay. Đó không phải là hèn nhát hay trốn chạy, đó cũng không phải là cao cao tại thượng nhường tình yêu của mình cho kẻ khác. Đó chỉ đơn giản là vì thương, thương đến mức chẳng dám chung đường. Do đó, nếu cần phải buông tay một người không còn tha thiết nắm tay mình thì hãy dũng cảm lên. Đừng chần chừ. Đôi khi, cuộc sống sẽ cho bạn nhiều sức mạnh hơn bạn tưởng tượng. Chỉ cần bạn dám buông bỏ, khổ đau, hạnh phúc nhất định sẽ tìm đến bạn. Con người ta đôi khi cần phải vài lần vấp ngã thì mới có thể học được cách tự đứng dậy. Vì thế, đừng sợ cần đau khổ để biết mình phải buông tay.
đời người ngắn ngủi lắm, cho nên đừng lãng phí từng giây từng phút quý giá của cuộc đời cho một người không yêu mình. Hãy nhớ rằng, nếu họ cần bạn, họ sẽ tự khắc ở lại. Nếu họ đã không cần, thì cố gắng níu kéo cũng chẳng được gì. Vì thế, bạn không cần phải một mình vật lộn trong đau khổ. Thay vào đó, hãy học cách buông bỏ và tự tìm lối thoát cho bản thân mình. Bận lòng chi, nắm bắt trăm năm nữa không còn, xin về là mây trắng, nhẹ nhàng trôi thong dong. Chỉ có buông bỏ hết tất cả, thì lòng ta mới rộng mở, mới có thể thấy được những điều tốt đẹp ở phía trước. Hạnh phúc hay khổ đau đều do chính bạn lựa chọn. Nếu biết trân trọng mọi thứ đã và đang có, bạn sẽ không làm lãng phí thời gian, sẽ không để lỡ đời mình. Học cách buông bỏ một vài thứ sẽ giúp tâm hồn bạn được nhẹ nhàng, thanh thản. Bắt tay vào thực hiện ngay từ hôm nay để cảm nhận được sự thay đổi tích cực mỗi ngày nhé. Buông bỏ là một sự lựa chọn khôn ngoan của cuộc sống. Cuộc sống không chỉ cố gắng giữ lấy cho ta riêng mình, mà còn là sự buông bỏ cho thân tâm nhẹ nhàng, thanh thản. Bởi vì khi bạn nắm chặt tay, sẽ không có gì bên trong. Nhưng khi bạn nới lỏng tay, thì cả thế giới sẽ nằm trong tay bạn. Học cách buông bỏ, bạn sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên hơn. Không tranh giành, chính là từ bi. Không tranh cãi, chính là trí tuệ. Không nghe, chính là thanh tịnh. Không nhìn, chính là tự tại. Tha thứ chính là giải thoát. Biết đổ chính là buông. Phật dạy rằng, trong lòng không khuyết thiếu thì được gọi là phú. Được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng sảng khoái không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lượng. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên phiền muộn. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Thưa quý vị, con người sống trên đời, vui buồn tùy lúc, nhưng nguyên nhân khiến không vui thì chủ yếu có 3 thứ sau đây. 1. Quen phóng đại hạnh phúc của người khác. 2. Quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình. 3. Quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của những người khác, đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác. Chính thái độ không hài lòng với bản thân mình, muốn hơn mà không chịu buông, là nguyên nhân khiến con người phiền não. Con người sống ở đời, đừng quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu hoàn mỹ, niềm vui không thể hưởng hết. Đối nhân xử thế nên hiểu có chừng mực, khoan dung với người cũng chính là cho mình một đường lui. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn, tuổi thọ của con người thường kéo dài trong bao lâu. Sau đó, một vị sa môn đã trả lời, chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói, đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Trích trong kinh 42 chương, hơi thở có thể được hiểu là hơi tức, điều hòa khí tiết, giống như khi con người ta gặp chuyện phiền muộn thường thở một hơi dài. Như vậy, có thể phần nào giải phóng năng lượng tiêu cực, hoặc ngược lại. Nhược cũng có thể hiểu hơi thở ở đây chính là sự giác ngộ. Thở một hơi không màng thế sự, thường tình vĩnh viễn bao bọc thân tâm trong an lành. Giác ngộ vĩnh viễn được thanh thản, vì không cần phải lo lắng, đắn đo. Dưới đây là những lời Phật dạy giúp buông bỏ mọi phiền não trong cuộc sống. Hãy lắng nghe và làm theo, bạn nhé. Cuộc đời này không khó, chỉ có con người làm khó nhau. Vì vậy, là con người với nhau, chúng ta nên bao dung và tha thứ cho nhau để cùng nhau sống thật hạnh phúc hết kiếp người. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí tuệ. Người thiện thì có hào quang trắng sáng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện, làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi hình tướng. Bạn có thể che mắt người nhưng không thể che mắt Phật, Bồ Tát và quỷ thần. Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim. Cái chúng ta đang là kết quả của những gì ta nghĩ. Cái chúng ta nghĩ, nằm trong niệm, và chính cái ta nghĩ làm nên niệm. Nếu một người nói và hành động bởi một niệm ác, thì nỗi khổ bám theo anh ấy như cái bánh xe bị con thú kéo đi. Nếu một người nói và hành động với một niệm lành, thì hạnh phúc sẽ đến với anh ấy như bóng với hình, chẳng bao giờ tách rời. Để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. Không gì ghê gớm hơn thói quen hay nghi hoặc,
nghi hoặc chia rẽ con người. Nó là chất độc làm gãy đổ tình bạn và làm tan vỡ những mối quan hệ tốt lành. Nó là cái gai gây phiền toái và GA, y đau nhức. Nó là lưỡi gươm gây chết người. Đừng ganh tị với những phẩm chất tốt của người khác, nhưng hãy chấp nhận chúng bằng sự khâm phục của con. Để sống đúng một cuộc sống vô vị lợi, ta không cần phải xem ta tích trữ được những gì giữ cuộc sống vật chất phồn hoa. Người bạn gian trá và xấu tính thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang. Con thú hoang chỉ có thể làm tổn thương thân thể con, nhưng một người bạn như vậy sẽ làm tổn thương cả tâm trí. Không có đường đến hạnh phúc, hạnh phúc là con đường. Trên bầu trời thì không thể phân biệt được đâu là hướng Tây, đâu là hướng Đông. Có người tạo ra những sự chia rẽ trong tâm trí của mình và tin rằng những điều ấy là đúng. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Bạn dối người khác được, nhưng không bao giờ nói dối được lương tâm mình. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người. Tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. Hạnh phúc ở trong tâm ta, nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Hay nói đúng hơn, hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái gì mình cần. Chúc quý vị khán thính giả luôn hiểu được chính bản thân mình và sống hạnh phúc, an yên. Quý vị thân mến, như vậy, với những nội dung chia sẻ đầy ý nghĩa và thâm sâu như trên, sách Nói Minh Triết hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có thêm được nhiều góc nhìn sâu lắng và tươi mới về cuộc sống và cuộc đời. Nếu quý vị thấy video này hay và có ý nghĩa, thì đừng quên ấn like và đăng ký để ủng hộ sách Nói Minh Triết, quý vị nhé. Ngoài ra, nếu quý vị có những câu chuyện về cuộc sống sâu sắc và cảm động, thì xin hãy comment về cho chương trình xuống bên dưới phần bình luận. Hoặc có điều gì cần đóng góp cho chương trình cũng xin quý vị hoan hỉ để lại dưới phần bình luận. Sách Nói Minh Triết biết ơn và trân trọng những lời chia sẻ và tình cảm vàng ngọc đó của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.